ngày 8 tháng 3 tại Hà Nội, Vietinbank đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và triển khai công tác nữ công năm 2018. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Lê Đức Thọ, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc; và các ông bà trong ban lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các phòng ban đơn vị và gần 200 chị em phụ nữ đại diện cho gần 1.300 cán bộ nữ trụ sở chính Vietinbank. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết Vietinbank hiện có tỷ lệ nữ chiếm 60% trong tổng số cán bộ, người lao động toàn hệ thống. Trong những năm qua, phái đẹp Vietinbank nói chung và chị em phụ nữ trụ sở chính nói riêng đã có những đóng góp quan trọng và to lớn cho sự phát triển bền vững của Vietinbank. Dù ở bất cứ cương vị nào, các chị em luôn tận tâm cống hiến hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chung tay cùng nhân lực toàn hệ thống tạo nên hiệu quả và thành tựu xây dựng Vietinbank phát triển. Thay mặt ban lãnh đạo Vietinbank, ông Nguyễn Văn Thắng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể chị em cán bộ, người lao động Vietinbank nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Trong sự kiện ý nghĩa này, thay mặt Đảng ủy, ban lãnh đạo Vietinbank, tôi xin được gửi tới phụ nữ Vietinbank sự tôn vinh và lời cảm ơn chân thành nhất về những cống hiến bền bỉ và to lớn của các bạn trong suốt những năm tháng qua. Bà Nguyễn Hồng Vân, thành viên Hội đồng Quản trị, trưởng ban nữ công công đoàn Vietinbank, trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo Vietinbank đã thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chị em phụ nữ phấn khởi, yên tâm, nỗ lực phấn đấu không ngừng, phát huy hết khả năng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, toàn thể chị em trụ sở chính mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển bền vững của Vietinbank. Tại buổi lễ, ban lãnh đạo Vietinbank đã dành những phần quà đặc biệt trao tặng cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo nữ có nhiều thành tích tiêu biểu, nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp, bộ ngành trung ương tôn vinh, khen thưởng. Cũng tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã được thưởng thức giọng hát của các ca sĩ trẻ được nhiều người mến mộ như Bùi Anh Tuấn, Văn Mai Hương, Trung Quân Idol. Các ca sĩ trẻ đã thể hiện nhiều ca khúc làm nên tên tuổi của mình và mang đến hội trường không khí hân hoan, vui vẻ và ngập tràn xúc cảm. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.